Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một cái cách nhân giống cũng như là đi thu hoạch cái hạt giống của hoa cúc mặt trời nha các bạn. Thu hoạch xong rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn là cái cách ngâm hạt cũng như là gieo hạt. Cách nào sẽ tiện lợi nhất để mình có thể có một cái vườn hoa cúc mặt trời tuyệt vời như thế này nha. Đây là hoa cúc mặt trời, cho hoa gần như nửa năm nha các bạn. Một năm chúng ta chỉ trồng 2 lần thôi. Đây cái vườn hoa của mình. Ở đây là hơn 4 tháng nha các bạn. Nở hoa hơn 4 tháng mà còn rất là xanh, còn rất là tươi. Hoa nở rất là nhiều. Thì đây hôm nay mình chia sẻ với các bạn thì những cái nụ hoa nào mà nó đã khô và chuyển dần sang một cái màu gọi là hơi đen đó các bạn, thì chúng ta sẽ bắt đầu hái. Đây nha, trên cây này thì hiện tại bây giờ nó đang rất là nhiều cái những cái nụ hoa mà nó khô đó các bạn. Đây là những cái nụ hoa khô nè. Đó, trong đây có rất là nhiều hạt nha các bạn. Thì chúng ta sẽ thu hoạch những cái nụ này để chúng ta sẽ lấy hạt. Và chúng ta sẽ tiến hành phơi khoảng 12 tiếng, tức là chúng ta phơi khoảng 2 nắng. 2 ngày đó các bạn. Chúng ta phơi khoảng 2 ngày. Hôm nay chúng ta thu xong chúng ta phơi, rồi ngày mai chúng ta lại phơi tiếp tục một lần nữa. Chúng ta sẽ chà cái hạt ra, lấy cái hạt thôi. Thì bên trong này thì đây là hạt của nó nè các bạn. Hạt của nó rụng ra nè. Thì chúng ta sẽ phơi lại cái hạt đó một nắng nữa. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngâm hạt. Thì cái quy trình làm thì các bạn đăng ký kênh để theo dõi và hãy cùng mình xem tới hết clip để biết về cái cách ươm hạt cũng như là gieo hạt trực tiếp xuống đất, hoặc là chúng ta có thể là vào bầu, thì cách nào nó sẽ tốt nhất và áp dụng cách nào để cho chúng ta thuận tiện nhất. Rất là nhiều nha các bạn. Thì trong cái giai đoạn này cái cây nó đã khoảng hơn 4 tháng thì mới bắt đầu cho hạt giống nha các bạn. Còn chúng ta mà trồng trong chậu nhỏ đó, những cái loại hoa này mà khi mà chúng ta chơi chậu thì nó sớm tàn lắm. Thì trong cái chậu nhỏ thì khoảng chừng 2 tháng mấy 3 tháng là nó muốn tàn hết rồi. Nhưng mà ở đây là cái vườn của mình là hơn 4 tháng mà còn nở rất là đẹp nha các bạn. Đây rất là tươi. Hoa nhiều, xum xuê. Cái vườn này để mình để thử coi nó nở được mấy tháng nha các bạn. Cái đợt trước của mình trồng thì nở, mình cho hoa nó dơi được 6 tháng, thì gần nửa năm. Cái đợt này để mình xem coi cái loại đất này mình cho phân hữu cơ coi nó có bền hơn hay không. Rồi chúng ta thu hoạch. Các bạn nào có nhu cầu giống thì cứ liên hệ với bên mình nha. Bên mình ship có toàn quốc luôn nha các bạn. Đây nè các bạn, mình sẽ lấy những cái hộp này ra phơi rồi mình sẽ giao cho các bạn, gửi bưu điện ship code. Khi các bạn nhận hàng thì các bạn mới thanh toán nha. Rồi các bạn xem theo cái clip của mình cách trồng thì các bạn sẽ làm được, sẽ có được một cái vườn hoa đẹp như thế này. Đây, rất là nhiều hoa. Sáng giờ mình đi thu hoạch nè các bạn. Đây nè, quá trời nhiều luôn à. Đó, một vườn hoa đó các bạn. Hai bên mình trồng hai lối nè. Nhà mình thu hoạch là sáng giờ được nhiêu nè các bạn. Rồi mình giờ mình đi tiến hành mình đãi cái vỏ của nó ra nha. Để mình đi lấy cái dụng cụ nha các bạn. Thì đây là cái dụng cụ để mình lược cái các bạn. Để mình chà cái hạt này ra. Sau khi đã thu hoạch xong thì mình có thể phơi một nắng cũng được, hoặc là chúng ta vào chúng ta chà liền cũng được. Nếu mà cái hạt này nó đủ cái độ khô á, thì nó dễ bung ra, nó dễ rớt cái hạt ra đó các bạn. Còn nếu như mà cái hạt này còn tươi quá thì nó khó rớt. Đây là dễ nè các bạn. Cái hạt ở trên cái còi này nó muốn rớt hết ra nè. Đó, chúng ta chỉ cần đổ vào trong cái giá này thì chúng ta lược ra nha. Rồi chúng ta đổ vào đây thì những cái hạt nhỏ nó sẽ lọt xuống nó nhanh. Rồi mình chỉ cần chà sơ thôi là nó cũng rụng hột xuống hết rồi nha các bạn. Đó, đây hạt của nó nè các bạn.
Đây mình chà qua cái thau nha. Mình chỉ cần bóp nhẹ thôi các bạn. Bóp nhẹ thôi là nó cũng rớt hột nó xuống hết rồi. Lắc lên. Tại vì cái này nó hột nó đã khô đó các bạn. Chúng ta bóp sơ sơ như thế này là một hồi là sẽ xong. Sẽ ra hết. Sau khi mà bóp xong vậy thì nó sẽ rớt xuống hết, thì chúng ta sẽ chà sạch ra, chúng ta sẽ bỏ những cái vỏ này. Bỏ vỏ xong mà chúng ta dùng cái hạt này, chúng ta sẽ phơi khô khoảng 12 tiếng, 2 buổi. Đây, sau khi đã chà sạch sẽ này các bạn, thì những cái hạt này nó đã sạch sẽ, không còn cái hạt nào hết luôn nha. Đây. Nó cũng dễ chà lắm nha các bạn. Khi chúng ta hái xuống là cái hạt bên trong nó muốn rụng ra hết rồi, thì những cái hạt đó mới đạt chất lượng nha các bạn. Những cái hạt nào mà nó khô á, nó chuyển sang một cái màu gọi là màu nâu đó, thì những cái hạt đó đạt. Rồi xong, bây giờ mình sẽ lược lại. Đây, được một số hạt nè. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này đi. Mình sẽ lược lại nha. Đây, mình sẽ lược qua cái rổ này. Bên trong nó còn lọt xuống một số nữa. Thì chúng ta sẽ lược lại. Rồi xong, bây giờ chỉ còn những cái còi thôi, những cái vỏ chúng ta sẽ bỏ luôn. Rồi đây, bên trong mình sẽ dùng một cái rổ như thế này, cái lỗ nó hơi to tí xíu nhưng mà nó chỉ lọt ra được những cái hạt bụi thôi, còn phía bên trong này thì đây chỉ lọt ra những cái hạt bụi nha các bạn. Rồi xong, sau khi chúng ta sàng xong thì chúng ta sẽ phơi. Phơi và chúng ta sẽ khô thì chúng ta sẽ dê, tức là chúng ta sẽ cho nó bay ra những cái cánh hoa này còn lại nè các bạn. Khi chúng ta phơi khô thì nó sẽ bay hết nha. Ta sẽ thổi gió, dùng gió thổi cho nó bay hết, sạch sẽ. Đây, rồi chúng ta sẽ phơi nha, phơi nắng. Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng một cái dĩa như thế này nè các bạn. Phơi thì nó sẽ nhanh khô hơn. Hoặc là dùng một cái mâm. Mâm nhựa thôi nha các bạn, đừng có dùng, chúng ta đừng có dùng cái loại mâm nhôm hoặc là mâm inox thì nó nóng quá, nó sẽ làm cái hạt của mình không có tốt nha. Chúng ta nên dùng một cái bao, cái loại mà bằng ni lông á, hoặc là một cái rổ, hoặc là một cái đĩa, hoặc là nói chung là bằng nhựa hoặc là bằng bao ni lông thì nó sẽ tốt cho cái hạt của mình không có bị hư nha các bạn. Còn dùng những cái vật liệu mà sắt thép thì nó sẽ làm khô hoa của mình, khô hạt của mình, nó bị chết mầm luôn á. Rồi sau khi chúng ta phơi khô khoảng 12 tiếng, tức là 2 ngày, rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi tiến hành đi ngâm. Thì chúng ta sẽ dùng những cái hạt khô này chúng ta ngâm nước nha các bạn. Ngâm 12 tiếng. Rồi các bạn theo mình nha. Mình sẽ đi ngâm hạt và bắt đầu đi bỏ vào bầu. Các bạn đăng ký kênh để xem tiếp phần 2 nha. Giờ mình tạm dừng cái phần 1 ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh rồi mình sẽ cập nhật lại cái phần 2 cho các bạn xem về cái cách mà chúng ta bỏ hạt vào bầu hoặc là chúng ta bỏ trực tiếp. Có hai cách nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.